Anh Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay rất vui và rất hân hạnh được chào đón một tài năng trẻ. Cô mang đến cho tất cả quý vị những dòng nhạc quê hương. Hân hạnh được giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Ivy. Chào Ivy. Dạ, Ivy xin chào anh Andy Chris và Ivy xin thân ái mến chào quý vị khán giả của đài VBS. Anh có câu hỏi đi thẳng với em, đó là anh biết là em mới sinh hoạt văn nghệ cũng không có lâu cho lắm. Nhưng tiếng hát của em được tất cả các bạn trẻ ở khắp 50 tiểu bang xứ Mỹ cũng như là Canada. Thì tất cả các bạn trẻ rất là yêu mến cái tiếng hát của em, là tại vì em hát cái dòng nhạc quê hương, nhạc tình. Thì em có thể trình bày những sinh hoạt gần đây nhất của em và cho tất cả các bạn trẻ cũng như quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Xin thưa anh với thưa quý vị khán giả, thật ra thì Ivy vào lĩnh vực ca hát cũng không có được bao lâu, chưa được bao lâu, nhưng mà cũng vì may mắn được sự yêu mến của quý vị khán thính giả gần xa, cho nên Ivy đã được đi show cũng khá nhiều gần đây, những tiểu bang khác nhau, ví dụ như Seattle, Arizona hoặc là Florida cũng vân vân. Thì Ivy rất là vui được đóng góp tiếng hát của mình đến trong làng văn nghệ Việt Nam gần đây. Cho anh hỏi thêm là khi em đi đó người ta gọi em là Ivy, thì ái tức là yêu, là mến, đúng không? Còn Vi là nó có nghĩa là cái hoa tường vi, tức là cái bông hồng nhỏ, đúng không? Thì em có liên hệ nào với lại nữ danh ca Ái Vân không? Thưa anh Chris, thật ra thì Ái Vi đã được rất rất là nhiều người hỏi Ái Vi câu hỏi này. Thì khi nào Ái Vi chỉ có một câu thì Ái Vi thật ra rất là cũng mến mộ chị Ái Vân, nhưng mà Ái Vi rất tiếc là không có liên quan gì đến, không có một cái relationship gì với chị Ái Vân, nhưng mà rất là thích. Nhưng mà anh phải đồng ý là khi anh mới gặp em thì anh cũng thấy nó cũng có cái nét tựa, không? Người ta nói ồ, chắc chắn đây là một nữ ca sĩ chắc chắn là sẽ phải hát rất là xuất sắc, mà đặc biệt là em hát về cái nhạc của quê hương. Thì theo anh biết là em mới vừa ra một cái CD, em mới thực hiện và em hát chung với lại một trung tâm, đó là trung tâm Blue Ocean, đúng không? Thì đó là cái CD, cái CD này không biết là quý vị có thấy không, nhờ trong này có cái hình của Ivy mặc chiếc áo dài rất là xinh xắn và màu tím. Thì câu hỏi của anh thì cái màu tím có phải là cái màu favorite của em không? Em rất là thích màu tím và màu trắng. Dạ, mà đặc biệt là cái màu tím Huế, em rất là yêu cái màu tím Huế. Tại sao em yêu màu tím Huế? Là tại vì em là con gái Huế. Oh. Em là con gái Huế cho nên em rất là thích màu tím Huế. Ok. Thì ra là nó có một cái câu chuyện như vậy. Trong cái CD này đó thì anh biết là em biết rành hơn anh, nhưng mà anh biết là trong này nó có một cái bài hát mà em hát ở trong này là ngợi cao quê hương, đúng không? Thì em có thể nói sơ sơ về cái tại sao em chọn cái bài đó trong cái chủ đề quê hương. Anh vẫn nhớ. Tại vì cũng như anh Chris vừa nói là, thưa quý vị, cái chủ đề của con băng DVD này là quê hương tôi, anh tôi vẫn nhớ. Cho nên Ivy suy nghĩ hoài thì không biết mình chọn một bài nào mà cho nó hợp với cái chủ đề này. Thì có một hôm có người bạn mới nói là thôi có một bài suggest cái bài này cho Ivy. Ivy nói cũng được, cũng hợp với cái giọng hát mình. Và Ái Vi nghĩ là nếu như mình có dàn dựng cho cái bài này thì Ái Vi nghĩ cũng rất hay, cũng rất là hợp cho cái chương trình của cái DVD này. Cho nên Ái Vi mới chọn là bài ngợi ca quê hương, và trong đó là có được sự giúp đỡ của Vũ Đoàn Lạc Hồng để dàn dựng cái bài này cho Ái Vi. Anh hy vọng là anh sẽ được xem cái CD này, và cũng như là tất cả các bạn trẻ sẽ đón xem, và chắc chắn tất cả các bạn trẻ sẽ yêu thích nhạc phẩm mà Ivy trình bày. Câu hỏi kế tiếp là em đi hát rất là nhiều tiểu bang. Anh biết em hát giọng hát nhạc quê hương thì sẽ có nhiều khán thính giả ái mộ em. Thì cái kỷ niệm nào hay là những cái có những cái niềm vui nào mà để cho em ghi nhớ nhất trong khi em đi trình diễn ở những tiểu bang xa? Nói chung là đi thì có rất là nhiều kỷ niệm. Những tiểu bang đi đến những nơi khác nhau lại có những kỷ niệm khác nhau đó anh Chris. Nhưng mà có nhưng mà em hay được một cái là lúc mà ra gặp khán giả đó thì khán giả nói
Ủa Ivy hả? Sao nhìn ngoài còn trẻ mà sao lại hát nhạc quê hương đúng, được exactly. đúng không? Đúng, đúng rồi. Dạ đúng cho rồi. Nên là em nghe những câu đó rất là nhiều, cho nên cũng cái đó là cái điều mà em nhớ nhớ nhất, là tại vì em nghe được nhiều nhất câu đó. Dạ. Em hát nhạc quê hương thì theo anh thiết nghĩ là anh em cũng thích nghe nhạc quê hương. Yeah. Vậy thì ca sĩ nào là cái idol, tức là cái thần tượng của em khi yeah. mà em thích loại nhạc đó, em nghe và mà em đi theo cái đường lối đó. Dạ, yeah, từ lúc mà em còn nhỏ nhỏ đó thì em coi ca nhạc Việt Nam với ba mẹ, thì người mà cho em luôn idol nhất đó, luôn yêu mến mến mộ nhất là nhất. cô Hương Lan. À, dạ, thì ra tại vì là từ thuở nhỏ giọng hát của cô rất là ngọt, mà mỗi lần nghe đó nó đi thâu vào lòng người nghe. Rung động. Dạ, rồi cách cổ trình diễn nữa, cho nên từ nhỏ đến lớn là em rất rất là thích tiếng hát của cô Hương Lan. Và vì chắc là vì vậy cho nên Ivy rất là thích cái dòng nhạc quê hương. Dạ. Yeah. Theo anh biết là ngoài cái chuyện câu hỏi anh hơi ngoài đề tí xíu là yeah. Mình đang nói sao chuyện về anh cứ nhạc. Hỏi. Okay. Em ở đây cho anh hỏi. Đúng rồi, thì chắc chắn là anh sẽ hỏi em rất là nhiều. Yeah. Thì cái câu hỏi mà anh muốn em chia sẻ đó là anh biết là ngoài cái việc mà em đi hát, yeah. thì cái công việc thường ngày của em là em làm em dạy là trẻ con, đúng không? Yeah. Thì em có thể trình bày cho tất cả quý vị khán giả biết chút ít là em làm những cái công việc gì. Thì theo em nghĩ là chắc anh Chris với lại quý vị cũng thắc mắc, ngoài ca hát thì thông thường hàng ngày thì Ivy làm những gì đúng không? Đúng. Thì thưa anh với thưa quý vị, ngoài ca hát ra đó thì thông thường thì Ivy làm việc, cái việc chính đó là làm việc với những em tiếng Mỹ kêu là autism đó anh. Autism. Dạ, thì em cho em từ tạm dịch là những em bé bị chậm phát triển hoặc là nhược trí cho những em bé mà không kém may mắn. Dạ. Okay. Bây giờ thì trở lại vấn đề âm nhạc. Âm nhạc. Chắc chắn là quý vị vừa nghe Eddie Chris và cũng như là nữ ca sĩ Ivy nói về tiếng hát về nhạc quê hương. Dạ. Thì bây giờ chỉ bằng mời tất cả quý vị thưởng thức một nhạc phẩm tiêu biểu nhất là bài Ngợi Ca Quê Hương. Dạ. Xin mời tất cả quý vị theo dõi nhạc phẩm Ngợi Ca Quê Hương cho tiếng hát của Ivy. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin chân thành cảm tạ. Việt Nam trên quê hương ta đó, cô tìm đâu để chút tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa, hương tiếng ru ai bụi ngùi giống trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò nay vắng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn về quanh điểm xưa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời nên yêu. Nước đang lớn chim rừng tìm về, nhân lại biết đi chọn lời thề. Hồn ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ nói, câu ca sao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn. Con ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương, xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy con với tôi.
Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam. Trên quê hương ta đó cô tìm đâu để chút tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa. Hương tiếng ru ai bùi ngùi gióm trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò nay vắng người xưa. Nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn về quanh liếm dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim rừng tìm về, nhắn ai biết đi chọn lời thề. Hồn ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ nói. Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hương vẫn còn. Con sông đồng con quê hương, con dòng họ con yêu thương. Xin chấp bay lên nguyện cầu tất cả hãy con với tôi. Con sông đồng con quê hương, con dòng họ con yêu thương. Xin chấp bay lên nguyện cầu tất cả hãy con với tôi.